Rồi, hello, xin chào quý cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Hôm nay em thi lại tiếp tục đi review đất nền ngay tại Khánh Vĩnh quý anh chị. Đất nền full thổ cư nhưng mà rất là rẻ, chỉ có 1,9 triệu một mét vuông thôi, nhưng mà sổ hồng là full thổ cư luôn và diện tích của nó là hơn 150 mét vuông quý anh chị, và vị trí của nó cũng rất là gần đường lớn. Nhưng mà trước khi mà đi vào thông tin chi tiết lô đất á, thì quý cô chú anh chị nhớ cho em Thi xin một like và một đăng ký, coi như đó là cái động lực mà ủng hộ em Thi đi quay thường xuyên hơn ha. Em Thi cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ là em mời quý cô chú anh chị cùng đi vào xem đất với em Thi nha. Let's go. Dạ rồi, ở đây thì em Thi có 3 nền nha quý anh chị. 3 nền sổ hồng riêng, thổ cư 100% một nền. Hiện tại là em Thi đang có mặt tại xã Khánh Đông thuộc huyện Khánh Vĩnh. Thì ở đây thì cái vị trí này thì cách trung tâm thành phố Nha Trang di chuyển có chừng tầm khoảng 25 đến 30 phút di chuyển thôi quý anh chị, rất là gần. Và ba cái nền này thì em Thi thấy giá cũng rất là rẻ để đầu tư. Tính total tổng tiền thì chỉ tầm khoảng 280 cho đến 300 triệu một lô thôi. Đó, rất là rẻ luôn. Mà đường hiện trạng là đường bê tông rộng 4 đến 5 mét. Đó, ô tô vào tận nơi. Và cái vị trí của nó nè anh chị nhìn nè. Thấy không? Anh chị thấy không? Cái đường tỉnh lộ 8 nè, nó giáp lưng với đất của mình luôn. Đó có nghĩa là nếu như nè, nếu như mà đi theo đường chính đi thì anh chị vần ra lại đường tỉnh lộ 8 thì khoảng 100 mét thôi. Đây là theo đường chính. Còn theo cái đường chim bay á, thì nó cách đường tỉnh lộ 8 nó cách đất mình chỉ tầm một thửa đất thôi nè quý anh chị. Hai thửa đất chứ, hai thửa đất là chúng ta thấy, đứng đây là chúng ta thấy tỉnh lộ 8 rồi, rất là gần luôn quý anh chị. Rất là gần cái trục đường lớn luôn. Mà em thấy cái giá thì nó cũng còn đầu tư rất là tốt nha. Đó anh chị thấy không, xe chạy nè, đường tỉnh lộ 8 đó. Ở đây thì có 3 nền. Diện tích và diện nói chung là diện tích của nó thì xem như nhau luôn quý anh chị. Xem như nhau luôn. Đó, 3 nền đã được trồng trụ ra anh chị thấy không? Trụ nè. Đó, thì ở đây thì thông tin tham số như thế nào? Thì mỗi nền nó rơi vào tầm khoảng 150 cho đến 160 mét vuông nha quý anh chị. Ba nền về diện tích nó như nhau, xem nhau là đều là khoảng hơn 150 mét vuông. Đó, và mỗi nền nó là chiều ngang của nó là rộng 6 mét hơn 6 mét nha quý anh chị. Đó, chiều ngang 6 mét hơn 6 mét. Thì chiều dài của nó rơi vào tầm khoảng 25 mét quý anh chị, chiều dài khoảng 25 mét. Thì phía sau cũng có trụ hết rồi nha, phía sau cũng có trụ rồi. Nói chung là máy đất như thế này thì em Thi rất là thích bán. Tại vì sao? Tại vì ranh giới rõ ràng là thứ nhất rồi, thứ hai là cái vị trí của nó đẹp quá, cách cái tỉnh lộ 8 đi vào chỉ có 100 mét thôi. Và cái thứ ba là pháp lý của nó là chuẩn. Và đất mà 100% thổ cư như thế này thì mà giá này thì rất là rẻ cho quý anh chị. Đó, chỉ có 1,9 triệu một mét vuông. Thì tính ra là ba lô này thì tổng ra thì tầm khoảng 280 cho đến 300 triệu một mét vuông thôi, một lô chứ. Khoảng 280 cho đến 300 triệu mỗi lô. Đó, và cái vị trí của nó thì xung quanh là dân cư hiện hữu nè. Xung quanh là dân cư hiện hữu và cái đường hiện trạng là đường bê tông, ô tô 4 chỗ 7 chỗ là chúng ta có thể đi vào tận nơi nha quý anh chị nha. Đó, rất là đẹp. Vị trí này thì cách cái gọi là cái trung tâm xã, cái chợ nè, cái ủy ban nè, cái trạm y tế nè, thì cách những cái tiện ích đó chỉ tầm khoảng 500-700 mét thôi quý anh chị. Cũng rất là gần. Đó, đi ra chợ hoặc đi ra ủy ban thì tầm khoảng 500-700 mét thôi. Đó, khu vực này thì trong đây vẫn còn nhà dân cư nè quý anh chị. Đó, vẫn còn dân cư trong đây nha, nhà dân đây. Đó, còn cái trục đường tỉnh lộ 8 thì em Thi cũng nói nhiều rồi, em Thi quay video và nói nhiều về cái đường tỉnh lộ 8 rồi. Đó, nhà dân nè. Thì cái trục đường tỉnh lộ 8 này á là nó kết nối giữa Diên Khánh và Ninh Hòa. Đó, kết nối Nha Trang Ninh Hòa thì một đầu nó ra lại quốc lộ 1A, còn một đầu nó là kết nối ra lại đường quốc lộ 26 đoạn Ninh Sơn Ninh Hòa. Đó, thì cái trục đường tỉnh lộ 8 là một những cái trục đường lớn, xe lớn di chuyển rất là nhiều. Đó, và tương lai thì cái đường đó nó mở rộng ra 42 mét, cũng rất là tiềm năng. Đất của mình nó sẽ ra gần hơn một chút, ra gần đường. Đó, ở đây thì rất là vuông vức quý anh chị, ngang 6 mét đều nở hậu hết nha quý anh chị, rất là đẹp. Và sổ hồng là 100% thổ. Đó, sổ hồng là 100% thổ, mua bán là công chứng ngay. Chỉ có vị trí này thì chỉ có 1,9 triệu một mét vuông full thổ. Em Thi thấy cái thời điểm này thì giá này là ok nha quý anh chị. Quý anh chị nè, bây giờ anh chị thấy không, cái lãi suất ngân hàng nó được gọi là xuống dưới 3% rồi, là quá thấp rồi quý anh chị, quá thấp rồi. Anh chị để tiền trong ngân hàng không có lời luôn rồi, gần như là không có lời luôn rồi quý anh chị. Thì mà quý anh chị mà có 200-300 triệu thì quý anh chị lên đây mua lô đất để đó, chúng ta cũng còn khả năng xin lời và nó giữ ok hơn. Và gửi bây giờ là gửi tiền vào đất và gần ngân hàng đó. Ở đây thì pháp lý chuẩn quý anh chị, là sổ hồng riêng từng lô
và mua bán là công chứng ngay. Và lô nào cũng là full thổ cư nha quý anh chị. 150, 155, 160 mấy đó thì đều là full thổ hết nha. Full thổ luôn. Đó, ở đây thì ba lô. Thật ra là phía sau kia là em Thi có ba lô nữa. Ba lô kia thì nó cũng cũng như vậy luôn, cũng diện tích cũng 150m, 150, 150m luôn là sau lưng ba cái lô này. Nhưng mà ba lô kia cái đường của nó là hướng ra tỉnh lộ 8. Đó, ba lô kia thì cũng 280 cho tới 300 triệu một lô thôi. Đó, nhưng mà ba lô kia hiện tại là cái đường cấp phối. Đường cấp phối thông ra tỉnh lộ 8. Đó. Cũng 150 cho tới 160 mét vuông mỗi lô, nghĩa là ba lô 6 lô, tổng cộng là 6 lô nhưng mà ba lô đối lưng nhau á quý anh chị. Ba lô này đối lưng ba lô kia. Đó, thì ba lô này á là cái đường thông ra, là cái đường chính của nó đi vào là cái đường tỉnh lộ 8 đi vào luôn. Đó. Em Thi quay chi tiết, em Thi nói từ từ và quay rất là chi tiết nên là quý cô chú anh chị mà xem hết video là quý anh chị sẽ hiểu hết về cái sản phẩm của em Thi bán luôn. Đó, em Thi quay kỹ lắm quý anh chị ơi. Đó, mà nhiều anh chị coi video của em Thi đưa đi coi đất không cần em Thi dẫn luôn, tại vì coi quay biết vị trí luôn. Rồi, đây là ở đây thì có ba lô nữa là nó nằm đối lưng với ba lô hồi nãy. Và cái đường á là thông thẳng là tỉnh lộ 8 này, cái đường cấp phối. Cái đường cấp phối rộng khoảng 4 mét nha quý anh chị. Nó thông thẳng ra cái đường tỉnh lộ 8 luôn. Đó, anh chị thấy không? Đó, ở đây thì ba lô đây nè. Nó đối lưng với lại ba lô kia. 1, 2 và 3. Thì ba lô này á diện tích cũng là 150 cho đến 155 mét luôn quý anh chị. Đó. Đường thì đường cấp phối. Nhưng mà đường á thì nó thông là tỉnh lộ 8. Ba lô này thì cũng full thổ luôn. Đó, ba là cũng full thổ luôn. Cũng 1 triệu 9 một mét vuông luôn quý anh chị. Nói chung là ở đây thì tầm 280 tới 300 triệu một lô là quý anh chị đã, 100 triệu là quý anh chị đã sổ một lô rồi. Đó, đường thì cấp phối, tương lai thì sẽ đổ bê tông thôi. Đó. Cũng là diện tích như vậy luôn. Nó xem nhau hết quý anh chị. Mà pháp lý thì chuẩn nha quý anh chị nha, pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán là công chứng ngay. Ba lô cái đường bê tông á là ba lô hướng đông, còn ba lô cái đường cấp phối này nè là ba lô hướng tây nha quý anh chị. Đó, đối lưng nhau vậy đó. Nhưng mà vị trí thì đều gần đường lớn. Về Nha Trang thì tầm khoảng 25 cho đến 30 phút di chuyển thôi. Cũng rất là gần. Khánh Đông, Khánh Vĩnh, đất rẻ quý anh chị ơi. Khánh Đông là cái xã mà giáp với lại Diên Khánh nha quý anh chị. Nó giáp với cái xã cuối cùng của Diên Khánh là Diên Xuân. Đó nên là anh chị đi vừa qua Diên Xuân là anh chị đã tới Khánh Đông, Khánh Vĩnh rồi. Thì em Thi hay nói ấy là như thế nào là gọi là Khánh Vĩnh gần đó quý anh chị. Đi Khánh Vĩnh gần đó. Em Thi hay chia ra những cái khu vực mình đi, ví dụ như là Khánh Vĩnh hơi xa và Khánh Vĩnh xa đó. Còn Khánh Vĩnh dạng như Khánh Đông, Khánh Bình nè, hoặc là Khánh Phú nè, Khánh Phú sông Cầu nè, đó là những cái xã gọi là Khánh Vĩnh gần đó. Thì nó gần Diên Khánh và nó gần từ Nha Trang tính lên đó, nên là gọi là Khánh Vĩnh gần đó. Thì tổng cộng là 6 lô 280 đến 300 triệu, sổ hồng công chứng ngay, full thổ cư và ngân hàng hỗ trợ cho vay nữa cho quý anh chị. Đó, full thổ là ngân hàng hỗ trợ cho vay nữa. Đó nên quý cô chú anh chị mà có 200-300 triệu á, bây giờ mà gửi ngân hàng là không ăn thua nữa rồi. Với cái lãi suất mà 2 chấm mấy 3 chấm như thế này, ngân hàng liên tục hạ lãi suất huy động, thì cái việc mà đầu tư vào những cái bất động sản nhỏ lẻ giá rẻ như thế này là cái việc cần thiết nên làm nha quý anh chị. Đó, pháp lý thì chuẩn rồi, không có vấn đề gì hết luôn. Đó, rất là đẹp luôn quý anh chị, đất vuông vắng nha. Ba lô kia cũng là ngang 6, ba lô này cũng ngang 6, hơn 6 mét nha. Đó, nhưng mà một đá là đường bê tông, một đường bê tông, một cái đường cấp phối, nhưng mà đường cấp phối thì nó gần tỉnh lộ hơn. Đó, nên giá là đều đồng giá là 1 triệu 9 một mét vuông hết. Bao toàn bộ cái chi phí sang tên, anh chị chỉ cần bỏ tiền mua đất thôi, còn một toàn bộ còn lại là bên em Thi sẽ lo hết. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, em Thi nói rất là chi tiết về sản phẩm này. Diện tích, vị trí, giá cả, pháp lý. Đó, biết cho anh chị nào quan tâm cái sản phẩm này thì vui lòng là kết nối với em Thi qua số điện thoại là dưới phần mô tả để em Thi tư vấn chi tiết cũng như là đưa quý cô chú anh chị đi xem thực tế luôn nha. Đó, quý cô chú anh chị đã xem tới đây rồi thì cho em Thi xin một like và một đăng ký, coi như là cái động lực để mà em Thi đi quay thường xuyên hơn. Em Thi cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc quý cô chú anh chị một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều cuộc sống nha. Em Thi xin phép là kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại.